Em chào các bác. Giới thiệu các bác, đây là hạt giống bí xanh cao sản. Bí xanh cao sản này quả nó dài các bác nhé. Và ăn nó rất là chắc. Nó không bị xốp ạ. Đây là giống xuất xứ của Việt Nam ạ. Thời gian thu hoạch khoảng 75 đến 85 ngày sau khi gieo. Trái dài khoảng 65 đến 85 cm, tức là cái trái bí này nó rất là chắc, nó không bị xốp như một số cái loại bí lai các bạn. Trồng được quanh năm nhưng mà chính vụ thì là thu đông và đông xuân các bác nhé. Một gói này thì được khoảng tầm độ 20 hạt các bạn, gói khoảng 20 hạt. Một gói này có giá là 19.000 các bác nhé, 19.000 một gói các bạn. Các bác đặt hàng gọi vào số 086 515 3185, 19.000 một gói bí xanh cao sản này các bác nhé.